chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gây ra mưa rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 6. Chiều và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa, trên cao là rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, tiết trời phổ biến không mưa và có nắng cả ngày. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh Tây Bắc nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 24 đến 27 độ với độ ẩm từ 60 đến 80%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi từ 16 đến 19 độ, độ ẩm trong không khí từ 70 đến 80%. Khu vực đồng bằng sông Hồng nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 20 đến 23 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa quý vị cùng bà con, vừa qua Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu Đỗ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa chọn tạo thành công và khuyến cáo các địa phương đưa vào gieo trồng giống đậu tương cao sản DT51. Đây là giống đậu tương có nhiều ưu điểm vượt trội như năng suất cao, khả năng bảo vệ và cải tạo đất tốt hơn. Đồng thời, giống đậu tương DT51 chỉ nhiễm nhẹ đến trung bình những bệnh hại chính, chống đổ khá, có thể trồng được trên nhiều loại đất, kể cả trên các chân đất vừa mới thu hoạch mạ, đất ướt như tỷ lệ nảy mầm vẫn đạt rất cao. Trong trường hợp giai đoạn cây đang sinh trưởng, phát triển mà bị úng ngập từ 4 đến 5 ngày, thì giống này vẫn có khả năng sống được, lá vẫn còn xanh và rễ không bị thối. Tuy nhiên, để đạt được năng suất cao, phẩm chất hạt tốt thì ngoài các biện pháp kỹ thuật thông thường theo quy trình, bà con cần chú ý chủ động điều chỉnh thời gian gieo trồng ngay từ đầu để đảm bảo thời gian chế biến hạt giống cung cấp kịp cho vụ đông. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc do khí hậu lạnh hơn nên vụ xuân thường gieo muộn hơn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và chỉ nên trồng hai vụ chính trong năm. Vụ xuân hè gieo từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, vụ hè thu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Giống đậu tương này có thể gieo theo hốc hoặc theo hàng đơn, tuy nhiên chỉ gieo hạt khi đất có đủ độ ẩm, nếu đất khô nên tưới nhẹ trước khi gieo. Chuyển sang khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, phía Nam từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 21 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ, với độ ẩm trong không khí từ 50 đến 60%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Thưa bà con, theo dự báo về sâu bệnh, trong tuần này tại các tỉnh thành phía Nam, dầy nâu đang phát triển phổ biến ở tuổi 2-4, do vậy bà con cần theo dõi chặt diễn biến dầy nâu trên ruộng, nhất là lúa đang trong giai đoạn làm đồng đến trổ. Chỉ phun thuốc trừ dầy khi thấy dầy cám nở rộ với mật độ cao, tránh phun ngừa và phun thuốc ngay khi dầy cám vừa mới nở rải rác. Ngoài dầy nâu thì bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đồng trổ. Bà con vẫn nên thường xuyên thăm đồng để phát hiện bệnh sớm, khi phun thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng. Khi xuất hiện bệnh cần hạn chế việc bón phun thêm phân đạm và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Đồng thời thì bà con cũng lưu ý xuống giống đông xuân 2012 và 2013 theo dự báo đợt dầy di trú, kết quả giám định dầy mang mầm bệnh và trong khung lịch khuyến cáo của Cục Trồng trọt nhằm hạn chế dầy nâu truyền virus gây bệnh vàng lùn hay lùn xoắn lá. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.